Tại sao người Việt Nam mặc dù không thừa cân béo phì nhiều nhưng cái tỷ lệ kháng insulin mọi người mắc các mỡ máu này, tiểu đường và huyết áp lại cực kỳ nhiều? Thì các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng là cái khả năng tạo mỡ của người Việt Nam và người châu Á nói chung so với những cái người Tây như kiểu bên Mỹ thì nó sẽ khác nhau. Đối với người Tây họ sẽ có hai loại mỡ là mỡ trắng và mỡ nâu, nên mọi người sẽ để ý thấy nhá, những cái người châu Âu hoặc là người châu Mỹ ấy, họ sang Việt Nam cái lạnh đến đâu người Việt Nam mặc áo đơn áo kép nhưng họ cứ mặc quần đùi thôi. Bởi vì họ có cái mỡ nâu, cái mỡ nâu đấy nó sẽ tạo nhiệt và cái tạo mỡ của người châu Âu ấy nó sẽ khác so với người Việt Nam, tức là khi mà họ thừa năng lượng nó sẽ tăng cái số lượng tế bào mỡ lên chứ nó không tăng kích thước mới. Còn đối với người Việt Nam hoặc là người châu Á thì khi mà mọi người dư thừa năng lượng nó sẽ tăng kích thước của cái tế bào mỡ chứ cái số lượng tế bào mỡ nó không tăng lên nhiều. Và người ta thấy rằng tối đa một tế bào mỡ của người Việt Nam khi mà nó tăng kích thước thì nó có thể tăng gấp 10 lần. Cái gì ảnh hưởng tới cái việc tăng kích thước đấy? Đấy chính là do cái tình trạng kháng insulin. Kháng insulin có nghĩa là cái mức độ insulin ở trong cơ thể của mọi người rất cao và nó hay xảy ra khi mà chúng ta ăn quá nhiều tinh bột dưới dạng tinh chế hay mọi người ăn quá nhiều chất ngọt, đặc biệt là đường nhân tạo, đường fructose, những cái loại đường tinh chế. Thì nó khi đi vào trong cơ thể nó làm cho cái lượng đường của mọi người nó vọt lên và buộc cơ thể của chúng ta cái insulin ở tuyến tụy nó phải tiết ra nhanh chóng. Và khi cái nồng độ insulin càng cao thì chúng ta càng dễ kháng insulin. Mà kháng insulin thì nó sẽ làm thúc đẩy gia tăng cái kích thước tế bào mỡ. Nó từ ở các cơ quan, ở chỗ cái mỡ dưới da bắt đầu nó lan ra, nó có thể đi vào trong gan, nó có thể làm cho mọi người có mỡ nội tạng, có mỡ ở trong lòng mạch. Và cái khi cái kháng insulin đấy nó xảy ra nó cũng sẽ kích thích cái tế bào gan của mọi người sản sinh ra những cái chất béo, đặc biệt là chất béo xấu chính là LDL và triglycerides. Kháng insulin cũng sẽ làm cho mọi người gia tăng nguy cơ chúng ta bị thừa cân hơn nữa, bởi vì nó sẽ luôn luôn tạo thành một vòng xoáy bệnh lý làm mọi người lúc nào cũng thèm ăn. Chúng ta có nồng độ insulin cao thì chúng ta luôn luôn trong tình trạng đói. Mọi người uống được một cốc Coca thì mọi người sẽ uống được hết một chai Coca, bởi vì là như thế, chúng ta luôn luôn đói vì cái tình trạng kháng insulin như thế. Nó giải thích tại sao là người Việt Nam không quá thừa cân so với người Mỹ nhưng cái tỷ lệ mắc tiểu đường này, huyết áp này, tim mạch của người Việt Nam thì không thua kém người Mỹ.